Người Mỹ và người Việt, bạn đồng ý với bao nhiêu điều? Người Mỹ giàu nhưng ít tiền bạc mặt. Người Việt thì nghèo nhưng mà lắm tiền mặt. Người Mỹ yêu chó, người Việt thì yêu thịt chó. Người Mỹ làm chuồng cho chim ở, người Việt làm bẫy để bắt chim. Khi gặp nhau, người Mỹ hỏi có khỏe không, còn người Việt thì hỏi làm ăn thế nào. Người Mỹ vay tiền ngân hàng để mua nhà, người Việt thì vay tiền bạn bè để xây nhà. Người Mỹ thăm nhau tặng quà, người Việt thăm nhau tặng phong bì. Người Mỹ xem hồ sơ của người xin việc để quyết định nhận hay là không, còn người Việt thì xem hồ sơ của bố người xin việc hoặc là xem phong bì, không đựng hồ sơ. Người Mỹ xin việc thì đến công sở gặp giám đốc, người Việt xin việc thì đến nhà riêng của giám đốc. Thư ký của giám đốc người Mỹ thì mang hồ sơ, thư ký của giám đốc cơ người Việt thì mang son phấn. Người Mỹ ăn ức gà, còn người Việt thì thích đùi gà. Nhà hàng người Mỹ giới hạn khách uống rượu, nhà hàng người Việt thì rủ rê khách uống rượu. Buổi trưa người Việt ngủ, người Mỹ đọc sách. Người Mỹ ăn sáng xong thì đến công sở làm việc, người Việt đến công sở và sau đó đi ăn sáng, cà phê và tán gẫu. Người Mỹ va chạm nhau ở trên đường thì xin lỗi nhau, người Việt va chạm nhau thì gây gỗ nhau. Người Mỹ vừa uống cà phê vừa đọc sách, người Việt vừa uống cà phê vừa nhắn tin. Người Mỹ thấy đèn đỏ thì tìm cách dừng lại, người Việt thấy đèn đỏ thì tìm cách vượt qua. Người Mỹ rủ nhau đi ăn thì chia nhau mà trả tiền, còn người Việt rủ thì người đó, ai rủ thì người đó chi. Bố mẹ người Việt đến thăm con thì ngủ ở trên giường, bố mẹ người Mỹ thì đến thăm con thì ngủ ở trên ghế, nghĩa là nếu không có đủ giường. Người Mỹ dùng điện thoại di động để nói tôi ở chỗ nào, còn người Việt thì dùng điện thoại di động để giấu nơi mình đang ở. Người Mỹ dùng nhà nghỉ, tức là hotel, để nghỉ đêm ở giữa chuyến đi dài, còn người Việt thì dùng nhà nghỉ, nghỉ trưa giữa hai buổi làm việc. Người Mỹ xếp đến thăm nhân viên
Khi nhân viên đau ốm, ở Việt Nam thì nhân viên đến thăm sếp khi sếp được thăng chức. Người Mỹ lên sếp thì gầy, người Việt lên sếp thì béo. Người Mỹ chặt một cây thì trồng ba cây. Người Việt chặt ba cây thì trồng một cây. Người Mỹ im lặng để nghe người khác nói. Còn người Việt bắt người khác im lặng để nghe mình nói. Người Mỹ đi tìm thùng rác, còn ở Việt Nam thùng rác đi tìm người. Người Mỹ ăn rất nhiều ở buổi tối, còn người Việt lại uống rất nhiều. Người Mỹ uống một chai rượu chỉ trong một bữa, còn người Việt thì lại rai rai rượu cả ngày. Người Việt thích bố mẹ già ở nhà mình, còn người Mỹ thích bố mẹ già ở nhà dưỡng lão. Người Mỹ trồng cỏ trong vườn, còn người Việt thì nhổ cỏ. Các ông chồng người Mỹ cho vợ vay tiền, các ông chồng Việt Nam thì nộp tiền cho vợ. Người Mỹ thích cụ thể, còn người Việt thì thích chung chung. Ở Việt Nam, dân nịnh lãnh đạo. Ở Mỹ, lãnh đạo nịnh dân. Người Mỹ tìm cách được nghỉ hưu, còn người Việt đến tuổi hưu tìm cách ở lại. Facebook.